Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một chiếc clip siêu đặc biệt, sẽ là một hành trình 24 giờ của mình tại Indonesia. Bởi vì vé máy bay của mình sẽ là bay lúc 10 rưỡi sáng và ngày hôm sau mình sẽ về ngay lập tức lúc đầu giờ chiều luôn. Và 10 rưỡi bay thì sẽ đến đó vào lúc 2 giờ chiều mọi người nhé. Và Việt Nam chúng ta sẽ đá vào lúc 16 giờ 30. Tức là mình xuống sân bay là mình chỉ có 2 tiếng rưỡi để di chuyển từ sân bay đến sân vận động luôn. Nên là mình đã mang hết hành trang này rồi. Một phát là chạy thẳng một lèo luôn, không có nghỉ ngơi gì cả. Hãy cùng chờ xem là hành trình ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào nhá. Ok. Sao nhận ra? Sao nhận ra? Phan cứng, cảm ơn. Thank you em nhá. Có cần hộ chiếu không? Chỉ cần thế này thôi không? Có phải sang em thủ tục gì khác không? Thank you. Cảm ơn vì đã nhớ. Giờ mình sẽ đổi tiền mọi người nha. Đổi 100 đô thôi để sang đấy có thể là mua sim và tiêu xài một chút xíu xíu. Giờ mình đã có trên tay là hơn 1 triệu tiền Indonesia luôn nha. Nghe rất là VIP đúng không bà con? Nhưng thật ra thì nó cũng chỉ hơn 2 triệu thôi. Đây sẽ là lần thứ 2 mà mình trở lại Indonesia. Lần trước là 2019 hay 18 gì đó, khi mà chúng ta đá ASEAN ở đó ấy. Mà đợt đấy có cả Son Heung-min đấy mọi người có nhớ không? Mình đã ở đấy cả một tháng trời luôn. Và bây giờ thì rất háo hức được quay trở lại Indonesia một lần nữa. Trên máy bay thì toàn là người nước ngoài mọi người ạ. Gần như là không có người Việt Nam luôn. Đúng là một quốc đảo mọi người ạ. Indonesia trên cao này, nhìn quá đẹp luôn mọi người ơi. Ok, và mình đã đến nơi rồi mọi người nhá. Đây chính là sân bay của Indonesia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Phúc làm ra mua sim này. Xong rồi sẽ lập tức là lên một chiếc xe để có thể ra sân nhé. Lúc này mình đang mua sim ở đây mọi người nha. Hello. Một cái sim ở đây là 330k tiền Indonesia. Tức là khoảng 600.000 tiền Việt Nam thì phải mọi người, khoảng tầm đấy. Ok, mà mình đã đến Indo mua sim xong rồi. Đây là một người anh của mình. Anh ấy thì làm việc ở Indonesia rất là nhiều. Bây giờ mình ra sân bao lâu rồi anh? Bao xa? Khoảng 38 phút. 38 phút. Khoảng tầm 4 phút đấy. Cổ động viên bên này có phải là rất là quá khích đúng không anh? Em nghe mọi người nói thì không biết đúng không? Thế thôi, nhưng mà chưa biết, nói chung tùy người đúng không? Mình không ngồi trong gian của nó thôi, chứ còn mà mình tránh thôi. Tránh thôi đúng không? Hôm nay liệu có nhiều người Việt Nam đến xem không anh? Ở bên này thì nó cũng nhiều lắm. Nói chung tầm khoảng mấy chục người thôi. Mấy chục người đúng không anh? Ok, chúng ta sẽ... Không đông lắm cả. Vâng. Biển xe đây đẹp anh nhỉ? 2008 luôn. Wow, biển xe siêu đẹp luôn. Ok ạ. Ôi nhìn tính. Ok, cảm ơn. Yeah. Thank you anh. Đây rồi. Anh chị. Bên này ngược xe lại ngược mình à? Yes. Yeah, ok. Mình đã đến sân rồi mọi người nhé. Và bây giờ thì mặc cái áo khoác cho chắc, tại vì thật sự là nghe nói là cổ viên đấy khá là quá khích, nên là mình phải đề phòng trước đã. Thì nó là sân tính sau. Và bây giờ thì sẽ mua một cái áo của Indonesia để về làm kỷ niệm mọi người nhé. Để xem bao nhiêu tiền. Đây mọi người nhé, như vậy là một chiếc áo này thì là 115 đồng. Ok. One this. Yeah. Yeah. Mình sẽ mua một cái về. Ok, mình đã mua thành công mọi người ạ. 115 đồng. Tức là bao nhiêu tiền nhỉ? Khoảng tầm 250-300 nghìn gì đấy. Chất áo này không phải áo xịn đâu, nhưng mà giờ cũng khá sướng. Mình nghĩ là cũng xài được đấy. Mua một cái để về sau này làm clip hay làm gì làm. Nắng quá. Bây giờ mình sẽ đi vào trong sân để tìm cổng tác nghiệp. Rất đông cổ động viên của Indonesia đang xếp hàng ngoài để bắt đầu vào sân mọi người nhé. Phải nói là bầu không khí phải nói là rực rỡ. Họ mặc áo đỏ như này thì mình nghĩ là hôm nay Việt Nam sẽ mặc áo trắng đây. An ninh ở đây rất là đông. Hôm nay mình thấy rất là nhiều cảnh sát với cả lực lượng vũ trang. Ok, mình đã có một chiếc áo để vào sân rồi. Và đây, anh Hải cũng đang bắt đầu ăn, chuẩn bị để vào sân đây. Vào thôi. Đây là lối vào của khu media, mọi người có thể nói là siêu đẹp luôn. Thật sự là cái sân này phải nói là mình đánh giá là 5 sao đấy. Rất là to, rất là đẹp luôn. Phải nói là sánh ngang với các sân thế giới luôn. Uầy, hoành tráng thật sự luôn. Xuất sắc. Sân quá to và đẹp luôn.
Oh my god, quá đẹp, tuyệt vời. Cảm giác ở đây hơi lạc lõng tại vì kiểu ít người Việt Nam quá ấy mọi người ơi. Cũng là màu đỏ nhưng màu đỏ này hơi lạ. Màu đỏ này là màu đỏ của Indonesia. Phóng viên thì cũng hầu hết là toàn là người Indonesia hết. Đây có một vài người Việt Nam ở đây. Như là hello các anh tôi. Yeah, Việt Nam vô địch. Và bây giờ thì hai đội sẽ ra sân mọi người nha. Đây là một khoảnh khắc cực kỳ tuyệt vời. Và họ sẽ đi từ đường hầm lên. Đây là một cái lối đường hầm mà mình thấy cũng rất là lạ. So với các sân bóng khác thì đường hầm là đường kiểu từ dưới chui lên anh em ạ. Đấy, một khoảnh khắc rất thú vị của Quang Hải khi Quang Hải đã bế một cậu bé qua một cái bậc để có thể là đi ra. Đây là một hành động mình thấy là rất tinh tế của Quang Hải, chứng tỏ Hải là một cái người mà rất là yêu trẻ con đấy các bạn ạ. Một trận đấu thật sự sẽ là khó khăn chúng ta đây khi mà đối thủ của Indonesia đang chơi trên sân nha. Quang Hải. No. Không được rồi. Rất khéo léo, rất kỹ tính. Đó là Văn Hậu. Đừng chọc. Ôi không được. Gần hết hiệp 1 rồi mọi người ơi. Và tỷ số đang là 0-0 mọi người nhé. Lúc này thì các thằng trai chúng ta đang khởi động. Ở phía sau chính là hội Unja của Indonesia. Và họ cổ vũ cũng rất nhiệt tình, rất là khủng khiếp luôn. Tạo nên một cái khán đài mà mình nghĩ là rất là rực cháy, với những cái âm thanh mà rất là to. Cảm giác nó giống một cái dàn đồng ca khi mà họ hát ấy. Phía bên này có cả tổng thống của Indonesia đến xem mọi người nhé. Đấy, và ông ngồi ở một khu riêng. Và phía trước là sẽ có những cái người phục vụ ở xung quanh này. Đấy, và có những anh vệ sĩ rất to ở phía sau. Mọi người nhìn thấy rất nhiều người đang chụp ảnh tổng thống. Đây là khu vực của câu lạc bộ Việt Nam chúng ta. Và có lẽ là có khoảng tầm vài chục người Việt Nam ngày hôm nay có mặt trên sân. Đây là một con số khá ít tại vì Indonesia cũng rất là khó đi mọi người ạ. Tính sơ sơ để mà bay sang Indonesia này thì một người cũng phải mất tầm 20 triệu đấy mọi người ạ. Cả đi cả về, rất là cao. Và đường bay cũng rất là ngoằng, rất là mệt. Như vậy là có thể cho Việt Nam. Trọng tài hôm nay có vẻ xử hơi ép cho Việt Nam đấy mọi người ạ. Với lại hôm nay Indo đã sân nhà nên là cổ động viên của họ cũng tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Các cầu thủ chúng ta cũng vừa trải qua những cái chặng bay rất là mệt nữa nên là mình nghĩ là thể lực cũng chưa đảm bảo 100%. Nhưng mà chắc chắn là hôm tới về Mỹ Đình sẽ khác. Và phản công của Indonesia, nói là Indonesia đá cũng khá là có đường nét khi mà họ phối hợp với nhau cũng rất là hay. Đấy mọi người nhìn thấy không, bàn bật rất là tốt này. Rất may cho chúng ta. Như vậy là có 49.985 người đến sân xem ngày hôm nay. Để cùng chờ xem sẽ có một quả góc của chúng ta. Ủa? Không có phạt góc nữa người ơi. Không tin nổi luôn, chặn đầu rồi mà. Trời ơi, vô lý thật sự. Sao như thế nhỉ? Như vậy là Indo phản công rồi mọi người ơi. Vô lý quá sự. Ok mọi người ơi, và bây giờ thì chúng mình sẽ trở về khách sạn nha. Đây, bên ngoài cổng sân rất là đẹp luôn, rất lung linh. Sau khi hòa với cả Indonesia 0-0 thì chúng ta sẽ trở về Mỹ Đình nha. Đây, đang đi về khách sạn. Đây thì có mỗi mình mặc áo Việt Nam luôn. Nãy các bạn Indo ra chụp ảnh ngầm hầm luôn. VIP Pro luôn, Huỳnh ạ. Chả thấy ai đánh mình gì cả. Mình cứ tưởng là bị đánh, tự nhiên không ai đánh mà. Thật ra thì cũng có fan zip fan zap thôi. Nếu mà mấy bạn ở trong cái khu mà kiểu mấy bạn mà khu fan cuồng ấy, mấy cái khu hooligan thì cũng hơi ghê. Còn lại thì đúng rồi. Còn Uncha Indonesia thì cũng ghê, còn đâu bình thường thì các bạn khác thì cũng thân thiện lắm. Mình thấy là ai cũng cười tươi. Nói chung là thôi, một trận hòa thì cũng ok. Để về Việt Nam chúng ta làm thịt Indonesia cho nó ngon các bạn ạ. Để bán vé cho nó chạy. Đấy, không sợ không ai mua vé. Đây cũng mấy cặp rồi. Tôi bán vé các bạn nhé, tôi bán vé các bạn nhé, các bạn nhớ mua. Văn Hậu bảo là rất mong chúng ta sẽ có một chảo lửa tại Mỹ Đình. Đúng rồi, đấy. Đó là lý do mà các bạn phải đến kín sân Mỹ Đình hôm tới nha. Bây giờ bye bye mọi người. Nhớ mua vé ủng hộ Kim Phúc nha. Không phe vé đâu nhá, nhưng mà lên Facebook có bán. Không liên hệ vé nhá.